Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại channel mình. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon Sword. Thì trong tập trước thì mình đã tìm được cái vị trí trong khu gần này đặt cái viên đá màu xanh lá cây rồi. Thì bây giờ vẫn còn viên đá màu hồng, màu vàng với màu tím nữa. Thì tới đây các bạn có nói chuyện, mình có nói chuyện á, thì nó hướng dẫn mình tới cái Sarutha á các bạn. Bây giờ mình sẽ rọi con Latias ra bằng cách sử dụng Soaring. Đấy, nhưng mà mình mới tới cái Thao Nettle City, Gala City, Sarutha ở đâu nhỉ? Mình quên mất cái Sarutha đang ở đâu rồi. Mình nhớ chưa đi được, sao Sarutha nhớ nằm khúc trên này. Sarutha. Thôi để mình về Amor City trước đi, để xem coi xem là cái bản đồ Sarutha nằm ở đâu. Giờ hồi máu đã. Cái này xài được chưa? Chưa. World map. Oh, Sarutha là phải đi từ round này lên. Ok. Round 12. Giờ này mới đi bộ các bạn. Chạy bay bằng Latias không cho mình đi tới Sarutha. Đường số 12 ở trên này. Tới là cái tàn tích chỗ Sarutha quá rồi. Link cable. Cái này mới tiến qua Pokemon cần có chain thì xài link cable để tiến qua. Như Abara tiến qua là Alakazam. Thì đây, chính là cái tàn tích này đây. Oh. Đến lúc này nó mở ra cánh cửa rồi nè các bạn. Vì giờ trong này có cái quỷ quéo gì đây? Phải tìm báo tím ở đây chẳng đầy luôn. Ôi rồi ôi, trong này có tìm báo tím. Như bình thường mình cũng sẽ không quay clip những đoạn đánh này các bạn.
Ở đây tới hai cái hang các bạn, cái hang kia, cái hang đây. Một viên Moonstone. Vô hang trước thôi coi. Ui giời. Khắp nơi đều toàn áo tím không. Được cái đây là nhặt đồ thôi. Hang hên, cái hang này là hang nhặt đồ. Hang bên kia mới là hang chính. Còn cái lối đi nè. Một viên cây candy nữa. Ở đây thì mà đánh khá khá hết rồi. Khỏi quay clip tốn thời gian lắm. Còn vậy chứ ở trên đây thì mình chưa đánh. Đóng ngựa đây em phải đánh xong chắc cũng tốn mấy, chứ là cả tiếng mấy. Nó mạnh bà cố luôn là bà năm mấy không ạ? 50 năm mấy không ạ? Đó, tới rồi. mình nghi lại là Gigatina lắm nè. Cái mùi này giống mùi Gigatina lắm. Tại cái gom này nó cực kỳ hợp ruộng với hợp lý với cái gen 4 luôn. Trước giờ là gen 4 nhiều hơn mà toàn là từ mấy vùng Sinon không mày. Gigatina chắc luôn rồi. Ô oh, căng. Trời trời trời. Nghe cái mùi này con mùi con Gigatina đó. Robot Elip. Hmm.
On là Pokemon Elite luôn quá. Đúng như vậy, tất cả Pokemon đều Elite. Kakarot Elite nè. Không phải. Heracross này Elite lên nó không sợ lửa luôn chứ. Holder mày đấy không sợ thì hãy giác đấu luôn. Sợi nước đối với con này của mình là vô dụng bạn. Không mất máu còn phải tăng thêm công phép nữa.
Đấy, mình lục tích. Full Elite Pokemon luôn, cái này gọi là chuẩn luôn á. Châu you
Phải đánh hai lần. Con này không phải là Katina các bạn ơi, con này là con chắc là con Fragmon này. Con Pokemon của Elite. Electa gì ta? Gì? Electos. Electos là con Pokemon quéo gì không biết. Mà chứ là con này là một con Fragmon mà. Bây giờ có những quả banh mà tên là Elabon nè. Những quả banh này mới bắt được Elite Pokemon mà. Sell lại cái. Phải Pokemon mình hết máu bà Hà nó hết rồi. Con game này làm dở cái là nó vẫn còn theo cái chế độ của Firex, nó không có vụ mà xài lần xài luôn. Cứ bảo là ứng lâu quá. Và viên Elabon. Quá banh đẹp vãi nhờ. Quá banh thiết kế rồi bắt Elitarus này, bắt con quỷ này.
Và cái này lúc này đâu có bắt đâu, lúc này là vẫn là đánh đó mà. Đúng rồi, chưa bắt được đâu bạn, tại nó là trận đấu chứ không là không phải là quan giả mà cái mô này. À, nó sợ lửa. Ngon. Rồi sợ lửa. Một thổi là đi liền. Yeah, xong rồi hả? Tính ra lộng nó có cho bắt con quỷ Pokemon đó đâu. Ok, mình xin kết thúc clip đây. Hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.